Chào các bạn, hãy đăng ký kênh để mà nhận được những clip mới nhất nha, để mà theo dõi những cái clip hay nhất mình sẽ liên tục up hàng ngày. Thì đây là một bãi người ta bán mai thuộc quốc lộ 1A. Đây người ta tận dụng bãi đất trống rất là nhiều mai, nó rất là đẹp. Thì hôm nay là ngày 13 âm lịch, tháng 12 âm lịch. Những cái mai này thì nếu mà chơi ở tại địa phương thì hơi sớm rồi, nhưng mà vận chuyển ra ngoài Bắc thì vừa luôn, không có sớm. Ra ngoài đó thì khí hậu nó lạnh, tốc độ nữa nó sẽ chậm lại. Bọn rất là nhiều, quá là đẹp. Cái mai này rất là đẹp, bông rất là dày, nhặt bông. Mấy cây này giá sao chị? À dạ. 30 em. Ở trên một cây hả? Lấy xô á, chứ còn nếu em lấy ít. À, lấy nhiều là 300 cây hả? Ờ. Đứng đi. Cái gì vậy? Số bè. Số bè. Rất là rẻ, chỉ có 300 một cây thôi. Đó là giá buôn, giá mà lấy số lượng. Còn mà mình lấy lẻ thì có thể cao hơn một chút. Mai rất là đẹp. Đây nè, bì nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.